Nổi tiếng với những vai diễn ca khúc để đời ghi dấu trong lòng công chúng bởi tính cách và tài năng đáng ngưỡng mộ, không có gì lạ khi những quý ông tài hoa và tất nhiên cũng thuộc diện đào hoa nhất showbiz Việt như danh hài Chế Linh, đạo diễn diễn viên Trần Lực, nghệ sĩ Công Lý, Hiệp Gà, Tùng Dương, đạo diễn Lê Hùng đều có đường tình duyên khá lận đận. Để tìm được đích đến hạnh phúc như thời điểm hiện tại, họ đã trải qua rất nhiều cuộc đổ vỡ, nếm trải đủ dư vị đắng của cuộc hôn nhân. Đạo diễn diễn viên Trần Lực sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong cách lãng tử cùng diễn xuất rất có hồn. Trần Lực là một trong những nam diễn viên rất được yêu thích với phái nữ. Ở thời điểm bấy giờ, anh xuất sắc nằm trong danh sách những diễn viên thực lực hàng đầu nền điện ảnh Việt Nam với loạt vai diễn gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng như Mẹ Chồng Tôi, Hoa Ban Đỏ, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông. Trái với sự nghiệp như diều gặp gió, chuyện tình của Trần Lực xảy ra nhiều trắc trở. Trần Lực kết hôn lần đầu tiên với nghệ sĩ Đàn Dương Cầm khi cả hai đang là sinh viên du học ở Bulgaria. Đến năm 1991, anh chia tay vợ và về nước với cậu con trai nhỏ tên là Trần Hoàng. Sau đó, Trần Lực tái hôn với biên tập viên Kiều Trinh, nhưng cuộc hôn nhân này cũng sớm kết thúc do cả hai quá bận rộn với công việc và không vượt qua được rào cản sự nghiệp. Giữa họ cũng chưa có con chung. Qua hai lần đò, đạo diễn Trần Lực đã tìm được hạnh phúc bên người vợ thứ ba có tên là Bùi Mỹ Trang, giám đốc một công ty đầu tư sản xuất phim truyền hình. Được biết cô là người con gái miền Tây, sở hữu ngoại hình và nụ cười xinh xắn. Hiện Trần Lực cùng vợ thứ ba có với nhau ba người con dễ thương, kèm cậu con trai đầu của vợ nữa là bốn. Danh ca Chế Linh. Ở thập niên 60, Chế Linh được xem như con át chủ bài của dòng nhạc trữ tình với giọng ca độc đáo và nổi bật nhất showbiz bấy giờ. Con đường nghệ thuật trải qua cho nghệ sĩ tài năng đến năm 70 tuổi. Ở cái tuổi thất thập cổ nhi lai nhưng Chế Linh vẫn giữ cho mình giọng hát vang, khỏe. Ông vẫn cực lực chạy show và tuyệt đối nói không với câu chiêu trò như hát nhép, hát đè trong giới nghệ thuật. Thế nhưng với đoạn đường tình duyên của mình, danh ca hải ngoại không được kiên định như thế. Chế Linh đã trải qua 4 đời vợ và có tới 14 đứa con. Ông cùng chung vợ đầu tiên với nhau khi chỉ mới 21 tuổi. Sau 4 năm gắn bó có được 5 người con thì hai người lại chia tay. Ngạc nhiên hơn khi người vợ thứ hai của ông lại chính là em ruột của người vợ đầu. Mối tình anh rể em dâu hình như chẳng được bao lâu thì đến năm 1971, chàng ca sĩ Chế Linh lại độc thân, kết thúc cuộc kéo dài 8 năm với hai chị em. Phong lưu rất mực ý trời, ngay một năm sau đó Chế Linh lại cưới người vợ thứ ba là Thúy Hằng, mới 17 tuổi. Mặc cho gia đình ngăn cấm, Thúy Hằng vẫn làm vợ Chế Linh và sinh liên tục hai người con. Năm 20 tuổi, người vợ thứ ba của Chế Linh đã tự tử, để lại dòng thư tuyệt mệnh. Em ra đi để anh còn mãi mãi trong tim em và em cũng còn mãi mãi trong tim anh. Cuối năm 1975, Chế Linh tổ chức đám cưới với người vợ thứ tư là Vương Nga và có thêm ba đứa con. Có thể nói, Vương Nga là người gắn bó với ông lâu dài nhất từ năm 1975 đến giờ. Sau 40 năm gắn bó, Chế Linh và Vương Nga vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Chế Linh luôn chia sẻ rất cảm kích sự đồng cảm của Vương Nga. Dù đã chia tay nhưng Chế Linh vẫn liên lạc và trở thành bạn bè với những người vợ trước. Đạo diễn Lê Hùng. Lê Hùng là đạo diễn có tài của những năm 90. Hiện ông đang là giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ. Ông được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2007. Hai năm trở lại đây, Lê Hùng khiến cho nhiều người phải choáng váng khi cưới cô vợ kém mình 32 tuổi. Bất chấp khoảng cách lớn về tuổi tác và sự ngăn cấm của gia đình, Hoài Thu vẫn vượt qua để trở thành bến đỗ người đàn ông đã qua nhiều đò. Hai người cũng đã có chung cậu quý tử khi sói già ở tuổi 62. Đạo diễn Lê Hùng cho hay, nếu tính ra, tôi có đến 5 người phụ nữ nhưng chỉ đăng ký kết hôn với 2 người mà thôi. Đó là vợ đầu năm 1998 và vợ hiện tại. Tuy nhiên, Lê Hùng cũng cho rằng, có con như sợi dây kết nối giữa hai người bạn tình với nhau và vẫn xem như vợ chồng. Dù chênh là tuổi tác nhưng Lê Hùng rất cảm kích khi cô vợ Hoài Thu rất biết thông cảm với chồng. Vậy tính ra có lẽ Lê Hùng là người nhiều vợ nhất, dù số cháu có thể kém Chế Linh.
nghệ sĩ công lý. Trái với vẻ ngoài lúc nào cũng tưng tửng yêu đời ngoài đời thực, Công Lý là một nghệ sĩ lận đận nhất về đường tình duyên. Công Lý đến giờ đã trải qua ba đời vợ và đều đổ vỡ trong cuộc hôn nhân với MC Thảo Vân, người vợ thứ hai là được dư luận chú ý nhất. Nhưng người vợ đầu tiên không bao giờ được Công Lý nhắc tới. Thông tin về người phụ nữ này trên báo chí cũng cực kỳ ít ỏi. Theo một số nguồn tin, vợ đầu tiên của Công Lý công tác tại đài truyền hình Việt Nam. Chị được đánh giá là một người tốt, chu đáo, nhiệt tình với bạn bè, hiền lành nhưng lại rất có cá tính. Về hình thức, nhiều người thừa nhận chị có khuôn mặt rất ưa nhìn. Thế nhưng, Công Lý và vợ không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, nên thường xuyên lục đục. Cuộc sống ngột ngạt khiến cả hai nhanh chóng kết thúc luân nghiêng. Còn Thảo Vân, người vợ thứ hai, cũng là cô vợ đi đến bên anh lúc anh chán chường và khó khăn nhất. Cuộc tình đẹp như mơ của Lý Vân, những tưởng sẽ đến hồi kết thúc, thì bất ngờ hai người tuyên bố ly hôn sau 5 năm chung sống. Chưa dừng lại ở đó, số 5 có lẽ là khắc tinh trong cuộc chuyện tình của nàng bắt đầu khi anh tiếp tục cưới cô vợ thứ ba, chị Tuệ Minh, một giao dịch viên xinh đẹp duyên dáng. Và đáng buồn thay, họ lại tiếp tục chia tay ở đoạn đường duyên sau 5 năm mặn nồng. So với các anh em đồng nghiệp, chuyện tình cảm của Công Lý thực sự là nỗi đau, là vết thương lòng đau đớn thường trực và là cả điểm yếu ớt nhất trong cuộc đời tài hoa của chàng nghệ sĩ lừng danh. Diễn viên Tùng Dương. Tùng Dương là nam diễn viên rất nổi tiếng với những vai phản diện. Thế nhưng nếu như khán giả có phần ghét cay ghét đắng nhân vật của anh thủ vai, thì những người phụ nữ đi qua đời Tùng Dương lại cực kỳ tương tư chàng diễn viên điển trai này. Tùng Dương chia sẻ ba cuộc hôn nhân nhiều đau thương và mất mát của mình. Cuộc đời tôi nhiều sóng gió giúp tôi nhận ra nhiều điều. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm và tự trả giá cho những gì mình làm. Tôi đã phải trả giá rất nhiều. Sau 4 năm chia tay với Thúy, tôi đã đến với cuộc hôn nhân thứ 3. Vợ tôi bây giờ làm công việc kinh doanh. Sau 2 lần đổ vỡ, quan điểm sống của tôi là vợ luôn đúng, mình luôn sai. Hôn nhân vốn mỏng manh, đôi khi đổ vỡ hay không là do bản thân mỗi người có muốn cứu vãn hay không. Nghệ sĩ Hiệp Gà. Cuộc đời của Hiệp Gà trải qua quá nhiều trăn trở, anh dính đến ma túy và nghiện ngập. Trong giai đoạn sự nghiệp đang thăng tiến, vào tù Hiệp Gà dường như mất tất cả, kể cả chuyện tình cảm. Có thể nói, Thanh Quý, người vợ đầu đã cùng anh đi qua những năm tháng khốn khổ nhất của cuộc đời. Cưới nhau được 2 năm, Đức Hiệp lại bị nhà hát tuổi trẻ đuổi việc vì vô kỷ luật. Sau 2 năm thất nghiệp, anh sa vào ma túy và tù tội. Không ai lạ gì chuyện Thanh Quý tảo tần thăm nuôi chồng trong thời gian anh cải tạo. Hiệp Gà từng chia sẻ, lúc ở trong tù, thời gian anh chán chường tuyệt vọng nhất. Nhưng nhờ có Thanh Quý mà giúp anh có quyết tâm lại. Anh cũng cho biết, ra tù, anh cảm nhận vợ lo lắng cho mình còn nhiều hơn cả ngày xưa, nhưng vẫn có sự tin tưởng. Vợ và gia đình là bến đỗ bình yên nhất trong mọi bước chân anh đi. Anh từng thốt lên, vợ là niềm may mắn nhất của tôi. Thế nhưng hạnh phúc không được bao lâu, hơn một năm trong trại, ngày ra tù, ngỡ hạnh phúc mỉm cười với người vợ đã cùng Hiệp Gà vượt qua những gian truân, thì bất ngờ có thông tin Đức Hiệp và vợ đã ly dị gần một năm và chuẩn bị cưới vợ mới. Thu Trang là cô gái Đức Hiệp cưới sau khi chia tay người vợ đầu. Với Thu Trang, Đức Hiệp có thời gian quen biết 5 năm và yêu đương 1 năm. Thu Trang gặp gỡ quen biết Hiệp Gà qua sinh nhật một người bạn. Khi đó cô là nhân viên bưu điện tư nhân. Khi hai người đến với nhau, cả Thu Trang lẫn Hiệp Gà đều nhận được vô số búa rìu dư luận. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cuộc tình thứ hai nhanh chóng đổ vỡ sau 1 năm. Mối tình thứ 3 của Hiệp Gà cũng giống như những cuộc tình trước đó. Anh dành hết những lời lẽ đẹp tuyệt vời nhất cho người phụ nữ sắp cưới của mình. Theo như chia sẻ của Đức Hiệp, Phượng, tình mới của anh kém anh cả chục tuổi và đang là bác sĩ. Anh cũng cho biết chuyện tình của hai người vấp phải sự phản đối rất quyết liệt từ phía gia đình cô gái. Tuy nhiên, vượt qua mọi trắc trở, hai người đã nên duyên vợ chồng từ năm 2016 và cả hai đang sống hạnh phúc. Wow.
We'll be right back.